mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến, tư tưởng chủ đạo trong bài tin mừng hôm nay nói về tinh thần khiêm tốn khi cầu nguyện. Lời cầu nguyện của người Pha-ri-siêu nhằm đề cao cái tôi, trong khi lời cầu nguyện của người thu thuế nhắm đến Thiên Chúa. Người Pha-ri-siêu phô trương công đức của mình, ông tự cho mình thánh thiện, đạo đức và tự đặt mình lên trên những người khác, vì không như tên thu thuế kia. Lời kinh của ông còn tồi tệ hơn khi tự hào cho mình là người công chính để so sánh mình với đời sống bên ngoài của những người khác. Đứng thẳng kênh kiệu và ảo tưởng, khẳng định mình bằng cách phủ định kẻ khác, bằng cách gièm pha nói xấu, bôi nhọ khinh chê người ta thì quả thật là trơ trẽn. Nội dung lời cầu nguyện của ông chỉ là những lời khoe khoang với Chúa và gây chia rẽ. Đó là những lời kết tội anh em, lỗi đức ái, không có chút gì tích cực xây dựng cộng đoàn và tôn vinh lòng nhân từ của Thiên Chúa. Ông phô trương thành tích đạo đức của mình, ăn chay mỗi tuần 2 lần, dâng cho Chúa 1/10 thu nhập. Ông tự cho rằng việc ông ta giữ luật là điều kiện buộc Chúa phải ban ơn, nhưng thực ra việc Chúa ban ơn hay không là quyền của Chúa. Ông đến cầu nguyện mà tự cho mình đầy dẫy nhân đức, nên chẳng còn chỗ cho Chúa đổ ân huệ vào. Lời kinh của ông khởi đầu bằng tâm tình tạ ơn rất đẹp, nhưng đã nhanh chóng trở nên xấu, bởi có ý đồ níu kéo Thiên Chúa thỏa hiệp với lối sống chọn luật làm cứu cánh của ông. Đối ngược lại với người Pha-ri-siêu là người thu thuế, ông ý thức thân phận tội lỗi của mình quá lem luốc, theo mắt nhìn thành kiến của người đương thời. Ông chỉ có thể đợi chờ một sự gột rửa trong mắt nhìn của Thiên Chúa, bởi thấy mình đã bất chính trong vòng quay nghiệt ngã của nghề nghiệp, bị coi là tội lỗi phản quốc hại dân. Ông đến với lòng thống hối và khao khát Chúa. Ông khiêm tốn cầu xin ơn tha thứ, xin Chúa hướng dẫn mình trở về với tình thương của Chúa, trở về với anh em mà mình đã xúc phạm. Nâng lên chính là muốn khẳng định mình, tự coi mình là nhất. Đây là hành vi của những kẻ kiêu ngạo, là thái độ ham danh và ham quyền lực, muốn được ở trên mọi người. Còn hạ xuống là thái độ khiêm nhường. Khiêm nhường là nhìn nhận mình còn thiếu, còn bất toàn để vươn lên, còn yếu đuối để sám hối. Như vậy, sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta rằng luật lệ là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống. Nếu qua lề luật, người ta nhận ra bàn tay và tấm lòng của Thiên Chúa luôn dẫn đưa và giáo hóa con người. Giữ luật thì luật giữ mình, chứ không phải giữ đạo tại tâm. Miễn là không coi luật là cứu cánh, mà là phương tiện giúp chúng ta đến với Chúa. Chúng ta giữ luật là vì yêu mến Chúa. Chúng ta ăn chay, bố thí, dâng công đức là vì bổn phận đối với Chúa và phục vụ tha nhân cũng như lợi ích chung, chứ không phải giữ để kể công và tỏ ra hơn người.
không ỷ vào địa vị mà vênh vang tự hào, không tự cho mình công chính hơn người vì giữ luật, nhưng quy về vinh quang Chúa và nhìn nhận mình có là gì đều do ân huệ Chúa ban. Bởi trước mặt Chúa, không phân biệt người có quyền cao chức trọng hay kẻ bần hàn cố nông, nhưng người cao trọng trong nước Chúa chính là hãy trở nên bé nhỏ khiêm tốn. Đạo đức đích thực chính là dung hòa giữa nỗ lực và cậy trông, nghĩa là vừa nỗ lực hoàn thiện, vừa biết cộng tác với ơn Chúa, chứ không phải tự mình khẳng định mình và bắt Chúa và mọi người công nhận mình là công chính. Không đứng thẳng vỗ ngực ta đây như ông biệt phái. Con người chúng ta dễ phân biệt sang hèn, so sánh tài năng và thiểu trí, để rồi dễ bề khinh thường người thiếu may mắn, nhất là khi chúng ta có điều gì đó hơn người. Dễ tỏ ra kênh kiệu lên mặt và coi thường người khác dở hơn mình. Giàu thì chê nghèo, giỏi thì khinh dốt, đẹp thì khinh xấu. Chúa mời gọi chúng ta biết tôn trọng mọi người trong tinh thần của Chúa, là một Thiên Chúa tối cao đã không khinh chê con người tội lỗi thấp hèn. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy mỗi người chúng con biết học lấy sự khiêm hạ thẳm sâu, để nhận ra sự yếu đuối bất toàn của mình, cần đến lòng bao dung trắc ẩn của Chúa. Xin cho chúng con cũng đừng bao giờ lấy mình là trung tâm và tự tôn coi mình là đạo đức, để rồi xét đoán và chê xấu anh em, nhưng luôn biết trân trọng và yêu thương anh em bằng tình yêu của Chúa. Hãy sám hối trở về với tình yêu Chúa, vì Chúa rất nhân từ, hằng yêu thương những người tội lỗi. Nghe lời Chúa kêu mời, đường xưa cũ đừng quay trở lại. Vì xa cách Chúa Trời, tất cả chỉ là kiếp cho bụi. Hãy biết hướng lên trời, chớ để cõi lòng mù tối. Phận lữ khách trên đời, bàn tay không lúc vào trần thế. Mai rồi phải xa từ, bàn tay trắng chẳng mang được gì. Dẫu ơn nghĩa Chúa Trời mới được giữ phần phúc muôn đời.